đi gần đấy chi cho nó nắm được tóc. Ghé sát vào luôn mà nó nhào lên. Đang phát trực tiếp cùng với chị với anh Khải ấy. Mở máy ra là thấy, mở điện thoại là. Cái tăng này có Mỹ không mà. Thấy không? Trên Facebook ấy, thấy đang phát không? Chưa bạn ơi, đang đi xem tí sẽ tăng. Chụp đi, chụp nhiều vào, cứ chụp thoải mái đi. Yeah.
Nhìn ra biển được hả? Pháo cao xạ. Đây đẹp nha.
Chú đi. Rất là đẹp luôn. Trên này ngồi nhậu ấy thích nhỉ? Mẹ thấy nó nhậu mát. Bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang. Thấy phát trực tiếp chưa? Đi chưa? Cái nó hơi nhòa nè. Không nhòa đâu. Dạ, chỉ thương. Chụp điện thoại nè, chụp cháu. Đứng đây, tôi chụp. Mát nhờ, sương đời, rét luôn đấy. Ngồi đây nhậu với thích. Đó, vác bia lên đây với làm con gà lên đây ngồi đẹp nhỉ. Mũ nhá. Trong
2020, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác với diện tích hơn 24.860 ha. Trong đó nổi bật là mô hình nuôi canh tôm lúa, nuôi canh lúa màu và chuyển đổi màu, hoạt động các loại cây ăn trái, hồ tiêu, hồng chuối. Ông Nguyễn Thành Điền, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện An Minh cho biết. An Minh là một trong những huyện mà thế mạnh về cây lúa, và đồng thời là nông nghiệp cũng một là tổ chức khuyến cáo người dân là hai là trên đất nông, và đặc biệt là cái sản xuất theo những mô hình trồng lúa hữu cơ, lúa hữu cơ là phải là phát triển trồng hữu cơ để làm sao này. Bên cạnh đó thì cũng hướng dẫn cho bà con đề phòng cái tật để áp dụng trồng sản xuất, và đồng thời là sẽ tổ chức một số mô hình mới mô hình nuôi tôm để mình tăng lên hai giai đoạn đó các anh, và đẩy mạnh cái xuất khẩu và mô hình trồng trên đêm mát nhỉ. Rồi, kiếm người nhé.